Xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay là ngày mùng 1 âm lịch thì bọn mình cũng có một cái mẫu tóc là ngày trước mình đang cắt tăng cái form tóc mullet như thế này. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người là về cái màu nhuộm. Thì hôm nay mình sẽ nhuộm cái tóc này sang một cái màu là màu xám khói ở phần phía bên trên này, và phần đuôi thì tí nữa mình sẽ nhuộm màu khói ánh blue. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ lại những cái kỹ thuật mà bọn mình làm cái kiểu tóc này, thì mọi người có thể theo dõi và đón chờ xem là cái cách làm của bọn mình như thế nào nhé. Hôm nay đồng hành với lại cả mình làm kỹ thuật của đầu này đó chính là bạn Dương. Đó, thì hai anh em mình hôm nay sẽ bắt đầu làm đầu này từ 9 giờ sáng đây. Rồi, vào việc thôi. Thì bột tẩy hôm nay mình dùng chính là bột tẩy của hãng T-Plus. Một dòng bột tẩy mà mình thấy rất là mịn và mạnh. Đây là bột tẩy xanh. Bột tẩy xanh blue này sẽ có tác dụng rất tốt trong cái việc khử ánh cam và ánh đồng ở trong tóc đi. Oxy đầu tiên thì mình sẽ đi oxy 9%, đó chính là oxy 30V đây. Oxy thì mình dùng của hãng Elgon nhé. Tỷ lệ oxy và bột tẩy mình sẽ đi khoảng 1 và 1,2. Oxy sẽ nhiều hơn bột tẩy một chút, bởi vì là oxy của Elgon này thì thường rất là đặc. Mình chưa lần thấy cây đánh màu ở đâu nên là mình đánh luôn bằng chổi này. Thì bát đầu tiên mình sẽ pha được khoảng 70% đầu trước. Và bát thứ hai thì mình sẽ pha 30%, bởi vì là mình sợ là không bôi kịp nên là bột tẩy sẽ bị phản ứng. Cái bột tẩy mọi người nhìn cái tỷ lệ bột tẩy và oxy, nếu mà cái lúc mà mình đánh ra ấy, nó sẽ sánh sánh tầm như thế này là vừa nhé. Chứ nó loãng quá cũng không ok, mà nó đặc quá thì cũng không được. Đây mình chỉ cảm nhận như là nó cái độ sánh của nó chỉ như thế này thôi. Cái này thì mình hôm nay không dùng cân nên là mọi thứ mình đang làm theo áng chừng cái kinh nghiệm của mình. Em dùng em bôi ở gáy nhé. Em dùng đây. Đầu tiên thì mình sẽ bôi vào cách chân khoảng 1 cm nhé. Mình sẽ chia tóc là mỗi tép sẽ cách nhau khoảng 1 đến 1,5 cm. Cái cách vào bột tẩy của mình nhỉ? Mình sẽ đan chéo. Tại sao phải đan chéo như thế này? Bởi vì là khi mà cái sợi tóc ấy, của chúng ta là cấu tạo là những cái lớp vảy cá là xếp chồng lên nhau từ trong ra bên ngoài như thế này, thì khi mà chúng ta mà chỉ có bôi thẳng như thế này thôi ấy, thì cái lớp vảy cá đấy nó sẽ không, nó sẽ rất là lâu để nó bung được ra. Nên là cái cách bôi của chúng ta là sẽ đan chéo như thế này để cho những cái lớp vảy cá đấy sẽ được đan xen, và biểu vì tóc sẽ được mở nhanh hơn.
Thực ra thì bên mình là barber shop nên là bên mình sẽ thường xuyên là làm những cái mái tóc lam hơn. Là khi mà mình làm những cái đầu lữ như thế này, tóc dài như thế này ấy, mình bôi cái thao tác kẹp với lại thao tác bôi của mình nó cũng không thể chuẩn chỉ bằng tóc lam được. Nên là mọi người xem về cái thao tác thì mọi người có thể thông cảm cho mình nhé. Hôm nay chủ yếu là mình đang chia sẻ về cái cách mà mình nhuộm lên những cái màu khói xám và màu khói xanh blue như thế nào thôi. Cách tẩy tóc nữa, an toàn, không bị rát mà vẫn đều từ chân ra ngọn. Vừa rồi thì mình đã thực hiện là bôi tẩy xong của lần thứ nhất và thời gian từ lúc bôi tẩy đến bây giờ là được khoảng 1 tiếng rưỡi rồi. Bột tẩy đã dần đi vào trạng thái là gần như là hết tác dụng. Mọi người có thể thấy là bột tẩy đã bắt đầu hơi khô và nổi những cái bọt bọt lên một chút như thế này đây. Thì cái tông mà mình mong muốn ở tẩy lần 1 thì cũng lên được khoảng level 10 như thế này rồi. Bây giờ mình sẽ gạt bớt thuốc ở trên tóc này đi và mình sẽ vào sâu hơn vào phần chân. Mình đi ra ngọn, mình chuyển tải 2 lần là mình sẽ nhuộm được màu khói nhé. Bây giờ mình sẽ pha bát thuốc số 2, bắt đầu thực hiện tẩy. Cái phần này thì hai anh em mình đang thực hiện gạt hết những cái phần thuốc tẩy số 1 của cái lần tẩy đầu tiên đi. Đây, bên mình sẽ dùng một cái lược là để mình kéo những cái phần thuốc này ra. Mình dùng cả đuôi này nữa này. Mình gạt từ chân tóc ra đến ngọn. Thì cũng có bạn hỏi là tại sao mà mình không gội đầu đi xong là mình tẩy lần 2.
cho nó sạch. Chúng mình không gội đầu đi bởi vì là cái biểu bì của tóc nó sẽ khép lại. Và khi biểu bì tóc sẽ khép lại, mình tẩy lần hai thì nó sẽ lâu hơn. Bây giờ cái đà này là biểu bì tóc đang mở ra rồi, chỉ gạt bớt thuốc đi và mình cho lần hai cái thuốc mạnh vào nữa thôi, thì cái tẩy sẽ diễn ra nhanh hơn các bạn nhé, sẽ đạt kết quả tốt hơn. Lần đầu thì bọn mình bôi cách chân nên là hầu hết là phần da đầu là không có dính thuốc tẩy mấy. Ok, thì bọn mình đã tẩy xong hai lần rồi và vừa nãy mới xả tóc đi. Bây giờ là đến cái bước tiếp theo là bước sẽ khử cái ánh sắc vàng và cam ở trên tóc đi. Bên mình vừa nãy mới chuẩn bị một cái bát nước ấm ở đây. Và đây là một chai dầu gội tím. Thì mình sẽ pha dầu gội tím này cộng với lại cả nước ấm. Thì trong cái dầu gội này có cả ánh blue nữa. Thì có tím và blue sẽ khử ánh cam và ánh vàng ở cái sợi tóc này bớt đi. Bên mình sẽ thực hiện nhuộm màu khói vào để đạt được cái độ trong nhất của tóc nhá. Mình cho thêm một chút nữa này nữa vào. Đây mình sẽ đánh đều cái lớp dầu gội ở bên dưới lên. Cái nước mà mình pha cùng với dầu gội thì chỉ là nước thông thường thôi, nước ấm là được. Bây giờ mình sẽ bôi lên tóc. Ok, thì bên mình vừa mới thực hiện là tẩy hai lần và khử cái ánh vàng và ánh cam đi. Thì mọi người có thể nhìn thấy được cái hiện trạng của tóc bây giờ cũng đang khá là trắng. Tông này là khoảng tông 11 rồi. Tông 10, tông 11 rồi. Thì bên mình bây giờ sẽ thực hiện là vào màu. Thì hôm nay cái đầu này là mình sẽ xác định nhuộm từ cái điểm đỉnh tai này sang hai bên lối vào nhau thì mình sẽ nhuộm một cái màu khói xám. Còn phần đuôi này thì mình sẽ nhuộm cái màu khói blue. Nhuộm màu khói xanh. Xanh blue cộng green một chút, nhìn cho nó chơi chơi một chút nhá. Đây là một mẫu là tân sinh viên của trường kiến trúc nên là mình cũng làm nghệ thuật một chút chứ mình không làm hết một màu. Màu khói xám ở đây thì mình đã chuẩn bị sẵn là một típ thuốc màu 911 màu 3, chính là màu lâu đen tự nhiên. Mình dùng thêm một chút màu 711 nữa. Đây là màu khói xám, mình sẽ sử dụng 3 mã màu này. 911 ở đây thì mình sẽ đưa khoảng 60% 911 thôi đã.
mã 711 này thì mình sẽ cho khoảng 20%. Tiếp đến là màu 3. Màu 3 thì mình sẽ cho khoảng 5%. À, còn một màu nữa mà mình quên, mình không nhắc tới, đó là màu mix art. Rồi cái mã cuối cùng là cái mã màu art. Màu art thì mình sẽ cho vào 15%. Số còn lại OC ở đây thì mình sẽ đi OC 3% nha. Bởi vì là cái tông này là mình tẩy lên rất là sáng rồi. Tỷ lệ OC vào thuốc thì mình sẽ đi khoảng 0,8 phần OC và 1 phần thuốc. Bởi vì là khi mà chúng ta nhuộm những cái màu tẩy như thế này này thì cái biểu bì của tóc đã mở ra rất là nhiều rồi. Và mình muốn cho cái màu nó ăn được vào sâu hơn thì mình cần cho thuốc nó đậm đặc hơn là OC. OC thì thường nó sẽ có tác dụng là mở biểu bì ra. Ở đây thì mình sẽ pha màu đặc hơn, bám vào tóc sẽ chắc hơn. Và OC3 nữa, OC3 thì nó là một dòng OC, nó sẽ làm khép cái biểu bì tóc vào ở sự trạng thái cân bằng thôi. Chứ OC6 mới 9 là bắt đầu lên tông rồi. Tiếp theo thì mình sẽ pha màu 918. Mình có 3 mã màu là 918, 088 và 011. 3 mã này thì mình sẽ pha màu át ánh xanh. Ở đây 918 thì mình sẽ đi khoảng 80%. Còn lại là mình sẽ đi 011 khoảng 15%. 10 đến 15%. Cuối cùng thì mình cho 088. 088 mình cho khoảng 5%. Cho thêm một tí màu 3 vào nữa để cho bền màu nha. Đây thì mình sẽ cho một chấm màu 3 thôi. À Dương, cho anh tí OC3 này vào. Ok, tỷ lệ OC vẫn ít hơn thuốc một chút nha. Rồi ok thì mình đã nhuộm xong cái màu khói xám ở phần phía bên trên top này. Và phần gáy thì mình nhuộm màu khói xanh blue. Thì đây là các bước mà mình đã xong. Từ tẩy tóc, khử màu cho đến là đập màu và sấy tóc tạo kiểu. Đó các bạn có thể nhìn thấy từ phần chân bên trong tóc này đây. Màu khói xám. Đây là phần chân. Phần gáy mà mình nhuộm màu xanh, xanh blue, ánh hơi bạc bạc một chút. Nên là khi mà tóc của bạn mẫu này vén lên, rơi xuống, các bạn có thể nhìn thấy là đây là kiểu tóc rất là cá tính. Đó, đây camera quay sang bên này. Đây là một mẫu tóc cho một bạn là tân sinh viên của trường kiến trúc. Mọi người mà thích những cái mẫu cá tính thì có thể tham khảo mẫu này nhé. Ok, đã xong.